Ban tổ chức xin được trân trọng thông báo chương trình demo âm thanh trên sàn Live Array sẽ được bắt đầu vào lúc 16:30 và mỗi đơn vị sẽ có 10 phút trình diễn thứ tự luân phiên theo ban tổ chức đã đề ra. Và ngay bây giờ xin được mời tất cả quý vị các anh chị, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón thương hiệu loa Cát Lai. Xin mời. Chịu